chào tất cả mọi người. Các bạn ơi, hôm nay mình lại lên rừng thăm mấy chuột các bạn ạ. Rồi, các bạn hãy theo mình đi thăm mấy chuột nhé. Ok, chúng ta đi thôi. Đây, chỗ khu này là hôm nọ mình cũng được một con chuột khủng ấy các bạn ạ. Mình vẫn đặt ở chỗ cũ. Ồ, trúng rồi các bạn ạ. Đây. Đây, chuột hoãng các bạn ạ. Chuột hoãng đây. Đây em. Đây, nhìn màu đỏ đẹp. Rồi, ok. Mình gỡ nhé. Xong rồi chúng ta lại tiếp tục đi thăm cái mới thôi. Mình cũng đi thăm được 5-6 cái rồi nhưng mà không trúng các bạn ạ. Đây, một cái mình đặt đây này. À, trúng rồi các bạn ơi. Đây. Lâu lắm rồi mới được con sóc các bạn ạ. Đây, lâu lắm rồi đấy. Chắc kia toàn được con chuột thôi. Chắc con này mới dính thôi. Đây. Ok, mình sẽ gỡ cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ơi, mình đã gỡ xong rồi. Mãi mới được em sóc. Cũng lâu lắm rồi đấy. Trước kia toàn được chuột thôi. Rồi, ok, chúng ta lại tiếp tục thôi. Đây, dưới này dốc lắm các bạn. Những cái mình đặt ở dưới cái gốc cây này. À, trúng rồi các bạn ơi. Rồi, chuột. Úi dồi, con gì ăn này. Đây, có con gì ăn này các bạn. Ăn đuôi này, ăn cái đùi nữa chứ. Ôi, thế là con sóc à. À, trúng rồi các bạn ơi. Lại trúng rồi, ôi dồi ôi. Thế đấy. Úi dồi, thế có con gì ăn như này. Mất cái đầu chứ. Ăn thật. Đấy các bạn ơi. Khu này có con gì nữa ăn này. Toàn ăn hết rồi. Trên này cũng ăn chứ. Trên kia. Trên kia thì ăn cái đùi. Còn ở dưới này thì ăn cái đầu rồi. À, chắc là có con gì rồi. Đây một cái mình đặt ở đây này các bạn này. Bật nhưng mà không được. Này. Đủ rồi, con này to đấy. Ăn xong nó ỉ ở đây chứ. Đây. Con này to đấy. Rồi mình sẽ cho mồi lại nhé các bạn nhé. À không. À nó bị kẹp con đá này này các bạn này. Đáng thật đây. Kẹp như này thì thật nào. Ăn xong nó ị đây nhiều. Đây. Quá nhiều luôn. Đây này. Đây mấy viên. Đây nữa này. Con này. Ô, trúng rồi các bạn ơi. Trúng rồi, nó to đấy. Ôi giời ơi, đây. Chuột đây. Ý. To đấy. Bây giờ con này thì còn nguyên si. Hai con trước kia là toàn bị hết rồi. Toàn bị con gì ăn ấy. Đây. Tuyệt vời. Đấy mình đợt này mình đi thăm bẫy là toàn địa điểm mới hết nhé các bạn nhé. Có một con đầu tiên kia là mình đặt ở trên kia là 7 cái nhưng mà được một con thôi. Cái chỗ cũ ấy. Chỗ hôm nọ được con chuột to to ấy.
Tuyệt vời. Đây các bạn ơi, chuột đây. Đã ok. Đây mình cũng vừa cài lại nữa các bạn ạ. Đặt lại ở đây nữa nhé. Rồi chúng ta lại tiếp tục thôi. Đây cái này bật nhưng mà không được các bạn ạ. Nó dốc quá mình không quay được cho các bạn. Đây. Không được. Mồi vẫn còn nguyên. À. Đi này. À chúng mỗi cái mõm của nó thôi ra ấy. Đây. Tí này. Đây. Ôi giời. Kiểu này thì chắc đau lắm đấy. Đây, con này chắc bị sứt môi rồi. Oh no. Có cả mũi này. Sứt môi rồi. Đây lá này ăn được nhé các bạn nhé. Lá chua này. Đây, ăn chua ngon lắm. Đây dưới nó màu này. Đây, trên này. Mình ăn thử cho các bạn xem nhé. Chua chua ngon. Mình sẽ ăn cho các bạn xem. Chua. Cái này mà canh cá thì rất là ngon luôn. Ăn thì các bạn phải tước tước cái này ra nhé. Tước vỏ nó ra. Ăn mới ngon. Nếu mà mình canh thì mình canh cả lá này. Rồi, xuống. Ôi giời, dốc lắm. Cái mình đặt đợt này là toàn dốc thôi các bạn ạ. Dốc cao. Được thì không? Ôi giời. Được rồi. Các bạn ơi, đây. Cái sóc. Sóc, 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 sóc. Hôm nay được hai em rồi. Đây, sóc đây. Sóc móm nhọn. Đây, em sóc mình đây. Đấy, ngon chưa? Rồi, ok, chúng ta lại tiếp tục thôi. Rồi, chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Nó ở cạnh suối hơi ồn các bạn ạ. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Đây một cái ở đây. Ồ, trúng rồi. Trúng rồi các bạn ơi. Một em chuột đã nằm gọn ở đây rồi. Nhưng mà chuột nhỏ quá các bạn ạ. Chuột hơi nhỏ. Đây. Em đây. Đây một cái nữa mình đặt ở khu kia các bạn ạ. Này rất khó quá. Ô, không thấy bẫy rồi. À đây rồi, dưới này. Đây các bạn ơi. Đấy, chúng liên tục. Chúng liên tục. Được. Ê, nhưng mà chuột hơi nhỏ các bạn ạ. Ê, tuyệt vời. Một cái là ở dưới kia. Nhưng mà không thấy bẫy ở đâu các bạn ạ. Rồi chúng ta cùng xuống xem nhé. Hết các chúng không? Đốc quá. Mấy bật rồi. To hay con nhỏ đây. Ô. Đấy ở đâu rồi? Mình không buộc à?
hấp vấy rồi. À, cái này mình không buộc các bạn ạ, mình quên. Đây tít dưới kìa, mày thế mày nó lăn xuống ở đây thôi đấy, to đấy các bạn ạ, mình quên buộc. Đây tít dưới này này, đây em này to đấy, thấy mày thế, mày nó không lăn xuống dưới kia các bạn ạ, lăn xuống dưới kia là mất luôn đấy. Đây tuyệt vời, chúng liên tục thật các bạn ạ, 4 con này, 4 con liên tục luôn từ con sóc ấy. Được, đây mình đặt tận đây cho nó lăn tít xuống dưới kia, cái này là mình quên buộc các bạn ạ. Rồi chúng ta lại tiếp tục hành trình thôi, còn mấy cái nữa các bạn ạ. Ôi giời, hôm nay chúng lớn đấy, nhưng mà đường hơi dốc quá các bạn ạ, mệt quá, thở hổn hển rồi, quá dốc luôn. Đây mình đặt tít trên kia nhé các bạn nhé, mấy cái nữa, mấy cái nữa đấy. Ôi giời, tìm mãi các bạn ạ, mình đi lạc đường, mình bẫy rồi, giờ mới tìm thấy này. Đây, bên này đây, cái mình đặt đây, cái này là móng các bạn ạ, không có chuột. Đây một cái nữa này các bạn này, nhưng mà mất mồi không bật. Đây mất mồi rồi, mình sẽ đặt lại mồi nhé. Mệt quá các bạn ạ, hôm nay mình đi thăm tầm 7-8 cái nhưng mà không trúng. Thế còn tầm 2-4 cái nữa thôi, 4 cái nữa là hết rồi các bạn ạ. À đây đặt cái bẫy lồng ở đây này, bẫy con trồn nữa sao các bạn ạ. Đây, đây có quả ở trong này. Đây là bẫy trồn nhé các bạn nhé, bẫy trồn bẫy cáo ấy. Đây một cái mình đặt ở trong này, trúng không? Không trúng. Rồi ok, mình đi thăm nốt 2 cái nữa các bạn ạ, còn 2 cái nữa. Đây cái cuối cùng này các bạn này, không trúng các bạn ạ. Rồi ok, các bạn hãy cùng xem thành quả của mình đi thăm mấy chuột hôm nay nhé các bạn nhé. Rồi tí mình sẽ đếm cho các bạn xem, hôm nay cũng trúng quả đấy các bạn ạ, nói chung là nhiều đấy. Rồi ok, đây thành quả của mình ngày hôm nay đấy các bạn ơi, thêm 1 em này, 6 ăn Tết Nguyên Đán rồi các bạn ạ. Tuyệt vời. Đây chuột mình đây các bạn ơi. Đây quá tuyệt vời. Đây có thịt để ăn Tết nha các bạn nhé.
clip tiếp theo. Bye bye.